Kính chào các quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa các bài tập trong quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1 của quyển sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần luyện tập. Bài đầu tiên, tìm và gọi tên các vật trong tranh. Ở bài tập số 1 thì có một bức tranh gồm có rất nhiều các vật dụng trong gia đình được giấu trong bức tranh, ví dụ như là quạt, ghế, bát, nồi, giường, móc áo, chổi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm và gọi tên các vật trong tranh. Để làm được bài tập này thì các con cần quan sát thật kỹ các vật dụng trong gia đình được giấu trong tranh. Chúng ta sẽ ghi lại vào trong vở bài tập như sau. Các vật có trong tranh đó là tivi, giường, gối, chăn, móc áo, quạt trần, quạt bàn, song, bát, đĩa, ấm chén và chổi. Như vậy là cô đã tìm được xong các vật có trong tranh. Các con hãy ghi vào trong vở bài tập một cách thật cẩn thận, chính xác và liệt kê thật đầy đủ các con nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập số 2. Tìm 3 đến 5 từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh ở bài tập 1. Ở đây có mẫu, đó là chổi. Từ ngữ chỉ hoạt động gắn với chổi đó chính là quét nhà. Như vậy là các con sẽ xem lại các sự vật ở bài tập 1 rồi suy nghĩ xem thường ngày thì các con dùng chúng vào công việc gì. Cô sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau. Quạt trần, quạt bàn. Từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật đó là quạt mát. Bát, đĩa. Từ ngữ chỉ hoạt động đó chính là đựng đồ ăn. Giường, gối, chăn thì từ ngữ chỉ hoạt động gắn với các vật đó chính là ngủ và nghỉ. Còn ghế thì có từ ngữ chỉ hoạt động đó chính là ngồi. Tương tự như vậy thì song từ ngữ chỉ hoạt động chính là nấu. Tivi từ ngữ chỉ hoạt động đó là xem. Móc áo thì từ ngữ chỉ hoạt động đó là treo quần áo. Ấm chén thì từ ngữ chỉ hoạt động ở đây chính là uống nước. Như vậy là cô đã tìm ra được lời giải chi tiết cho các từ chỉ hoạt động gắn với các vật trong tranh. Như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập số 3. Đặt một câu nói về việc làm em làm ở nhà. Mẫu ở đây chính là em quét nhà. Để làm được bài tập số 3 thì các con cần nhớ lại những hoạt động mà các con đã làm ở nhà. Rồi chúng ta sẽ đặt câu nói về những hoạt động đó. Ví dụ như là em xem tivi, em rửa bát, em treo quần áo, em nhặt rau hoặc là em quét sân. Đây chính là những hoạt động mà cô đã làm ở nhà. Các con hãy dựa vào lời giải của cô để có thể đặt câu cho riêng mình các con nhé. Chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo, đó là phần luyện viết đoạn. Ở trong phần luyện viết đoạn ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai bài tập. Bài tập số 1, nhìn tranh kể về các việc bạn nhỏ đã làm. Để làm được bài tập số 1 thì các con cần quan sát kỹ các bức tranh, chú ý hành động của bạn nhỏ trong từng bức tranh. Ở bức tranh 1 thì bạn nhỏ đang làm gì nhỉ? Ở bức tranh 1 thì bạn nhỏ đang bỏ quả ra khỏi giỏ. Còn bức tranh 2, bạn nhỏ đang rửa quả dưới vòi nước. Bức tranh 3 là bạn nhỏ đang xếp quả vào rổ cho ráo nước. Như vậy là cô đã kể được các việc bạn nhỏ đã làm qua 3 bức tranh. Các con hãy ghi lại vào trong vở bài tập của mình các con nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập số 2. Viết 2 đến 3 câu kể về một việc mà em đã làm ở nhà. Gợi ý ở trong sách giáo khoa đó là em đã làm được việc gì, em làm việc đó như thế nào, nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó. Để làm được bài tập số 2 thì các con hãy nghĩ về những việc mà mình đã làm ở nhà rồi viết theo gợi ý. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau. Bài số 1. Ở nhà, em đã biết quét nhà giúp bố mẹ. Em quét sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi thu rác vào thùng rác. Em rất vui vì đã có thể giúp bố mẹ một việc nhỏ. Ở bài số 2. Ở nhà, em đã biết gấp quần áo giúp mẹ. Sau khi quần áo đã khô, em sẽ thu lại rồi gấp gọn quần áo vào tủ. Em rất vui vì đã có thể giúp mẹ được một việc nhỏ. Như vậy các con có thể chọn một trong hai bài của cô để có thể trình bày những việc mà mình đã làm ở nhà theo gợi ý ở trong sách giáo khoa các con nhé.
Các con hãy trình bày lại các bài tập mà cô đã chữa vào trong vở bài tập một cách thật cẩn thận, đầy đủ, chính xác và nắn nót. Hẹn gặp các con ở các video tiếp theo.